ngày càng khắc nghiệt. Thói quen sinh hoạt không lành mạnh, tâm lý chủ quan trước bệnh tật là những yếu tố tác động trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người. Làm thế nào để hiểu đúng, phòng ngừa đúng, phát hiện và điều trị kịp thời những bất thường của cơ thể? Truyền hình Quốc hội Việt Nam và 365 FM thực hiện chương trình tư vấn trực tiếp sức khỏe của bạn với khách mời là những chuyên gia uy tín trong lĩnh vực y tế. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào 15 giờ trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Trên 365 FM, tần số 92,7 MHz tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, FM 97,5 MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trực tuyến trên website quốc hội tv.vn và livestream tương tác trực tiếp trên mạng xã hội giao thông quốc gia 91.com.vn. Đăng ký giao lưu về chương trình bằng cách gọi đến số điện thoại tổng đài 0826 365 365. Xin kính chào quý vị khán thính giả của truyền hình Quốc hội Việt Nam và 365 FM đang đến với khung giờ quen thuộc của chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp. Hiện nay chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam và trên 365 FM tần số FM 97,5 MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Ngoài ra thì chương trình cũng được phát trực tuyến tại quốc hội tv.vn, livestream trên trang mạng xã hội 91.com.vn và trên fanpage của truyền hình Quốc hội Việt Nam. Ngay thời điểm này thì quý vị có thể cùng với chúng tôi tìm hiểu một cách chính xác những thông tin liên quan đến vấn đề sức khỏe cùng với sự có mặt của khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Và để có thể đặt câu hỏi trực tiếp với các khách mời, các chuyên gia của chương trình thì quý vị có thể để lại bình luận trên phần livestream của chương trình hoặc là gọi về tổng đài quen thuộc của chúng tôi 0827 365 365 và 0826 365 365. Thưa quý vị, thừa cân béo phì là tình trạng cân nặng của cơ thể quá mức so với cân nặng chuẩn, còn gọi là cân nặng nên có, tương ứng với chiều cao của mỗi người. Béo phì là tình trạng bệnh lý bởi sự tích lũy mỡ thải quá và không bình thường một cách cục bộ hay là toàn thể tới mức ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Hiện nay thì thừa cân béo phì ở trẻ em đang là một vấn đề thách thức sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào năm 2016 thì có khoảng 41 triệu trẻ dưới 5 tuổi và 340 triệu trẻ em từ 5 đến 19 tuổi bị thừa cân béo phì. Ở Việt Nam thì tỷ lệ thừa cân béo phì có xu hướng tăng nhanh trong thập kỷ qua, đặc biệt là ở khu vực thành phố. Vào năm 1996 thì trẻ em bị thừa cân béo phì tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ là khoảng 12%. Sau 13 năm cho đến năm 2009 thì tỷ lệ này là 43%. Kết quả điều tra vào năm 2014-2015 cho thấy tỷ lệ trẻ béo phì ở thành phố Hồ Chí Minh là trên 50%, còn khu vực nội thành Hà Nội là khoảng 41%. Chính vì vậy mà việc chủ động phòng chống thừa cân béo phì, đặc biệt là ở trẻ nhỏ, đang là vấn đề cần được quan tâm một cách kịp thời. Và đây cũng sẽ là nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Và cũng xin được giới thiệu với quý vị vị khách mời quen thuộc của chương trình, Thầy thuốc nhân dân, tiến sĩ bác sĩ cao cấp Vũ Quốc Bình, Giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghệ Y tế Từ xa Việt Nam. Một lần nữa cũng cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Xin chào chị Thu Quỳnh. Vâng, thưa quý vị hãy nhớ số điện thoại hotline quen thuộc của chúng tôi 0827 365 365 và 0826 365 365 để có thể đặt câu hỏi trực tiếp với bác sĩ của chương trình ngày hôm nay. Và ngoài ra thì quý vị cũng có thể tải ứng dụng 365 MediHome hoặc là gọi về tổng đài 1900 9204 để đặt lịch hẹn khám trực tiếp qua truyền hình cùng với bác sĩ của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Với vấn đề thừa cân béo phì là một vấn đề mà được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là ngày nay khi mà cuộc sống hiện đại phát triển thì chúng ta về chế độ ăn uống, dinh dưỡng gần như là sẽ thừa chứ không phải là thiếu nữa như ngày xưa, đúng không ạ? Đúng ạ. Và đặc biệt là tại các thành phố lớn, các khu đô thị thì cái câu chuyện ăn uống bao giờ cũng rất là dễ dãi. Và ngoài ra thì bên cạnh việc là ăn cơm bình thường, chúng ta lại còn có rất là nhiều những cái loại thức ăn nhanh, đồ ăn fast food khiến cho trẻ cảm thấy rất là thích thú với những việc đó. Và phụ huynh thì bao giờ cũng sẽ có xu hướng là chiều con, mà cái chuyện ăn uống là cái chuyện mà không thể nào mà từ chối trẻ được. Đúng. Chính vì thế mà cũng xảy ra cái tình trạng là thừa cân béo phì. Tuy nhiên, như thế nào gọi là thừa cân béo phì, như thế nào gọi là đủ cân thì không phải là ai cũng biết. Vậy thì trước tiên xin bác sĩ có thể đưa ra cái định nghĩa về đủ cân, thừa cân béo phì được không ạ? Vâng. Xin cảm ơn chị Hương Quỳnh. Trước tiên thì tôi cũng muốn nhắc lại một cái hình ảnh, là không biết là chị Hương Quỳnh có chú ý không, chứ dạo này nếu mà ta chú ý kỹ ở ngoài đường phố ấy, vâng,
thì để tìm được cái người gọi là gầy như ngày xưa mình vẫn gọi là thiếu ăn ấy, dạ vâng, hơi khó. Và cái thứ hai nữa là nếu mà mình nhìn kỹ thì mình thấy một cái hình ảnh là hiện nay những cái nhóm, những cái người ta cứ gọi là nhóm thu nhập thấp hoặc trung bình. Ngày xưa thì thường đã trông thấy cái nhóm thu nhập thấp và trung bình thì chỉ cần trông họ, cái cân nặng, hình dáng của họ là mình cũng đoán được là có khả năng là khó khăn. Dạ. Thế nhưng mà hiện nay cái nhóm thu nhập thấp và trung bình, tôi thí dụ như là các bác trông xe ở các cái khu vực công cộng này, thế rồi những người làm dịch vụ rất là cơ bản ở các cửa hàng này, thì tôi lại thấy xu hướng họ lại bụng to hơn và béo hơn rất nhiều. Dạ vâng. Có nghĩa là cái hình ảnh nó đang được, nó đảo ngược lại so với độ khoảng trên chục năm trước đây. Thế có nghĩa là cái tác động của môi trường, của thực phẩm, của chế độ dinh dưỡng và cái nhận thức về vấn đề cái xu hướng béo phì nó đang ảnh hưởng đến cái sức khỏe của cộng đồng. Chị Hương Quỳnh nói từ đầu tiên ấy, cái số mà trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn, thậm chí có những thống kê như thế tăng đến tận gần 40%. Theo tôi đấy là một con số đáng ghi nhận. Tại sao lại như thế? Bởi vì nếu mình so chung với lại cái tỷ lệ chung béo phì trên thế giới ấy, thì mình mới thấy rằng con số của mình là mình cũng hết sức phải cân nhắc và phải truyền thông thật tốt. Thí dụ như thế giới hiện nay, toàn thế giới người ta tính có khoảng là 2 tỷ người ở độ tuổi từ 18 trở lên là ở trạng thái là béo phì. Như vậy là thế giới mình hiện nay có 7,8 tỷ, tôi cứ làm tròn là như thế, con số gần đây nhất, thì đến gần 2 tỷ người đã nằm ở trong trạng thái như thế rồi. Thế và đặc biệt là ở trẻ em, ở độ tuổi mà dưới 5 tuổi thì có 38 triệu trẻ em trên thế giới hiện nay đang nằm trong cái nhóm đó. Vậy thì cùng với lại thông tin của chị Hương Quỳnh đưa ra ban đầu ấy, thì thấy rằng cái tính chất dịch tễ, tính chất nguy cơ của béo phì nó đang phát triển rất cao. Thì đây là ý thứ nhất là tôi muốn nói là như vậy. Thế nhưng mà lại phải nhớ rằng là những người hiện nay người ta đã tổng kết rằng những người bị béo, thừa cân, béo, béo phì thì nguy cơ mắc những bệnh nặng. Và khi anh mắc bệnh nặng, anh tử vong thì cao hơn là những người gầy. Vậy thì bây giờ giữa chọn giữa cái là thừa cân, béo và béo phì thì cái người gầy về mặt sức khỏe, an toàn, tức là hơi thiếu cân một chút, tôi không muốn nói là suy dinh dưỡng, thì cái an toàn của họ lại còn cao hơn là người thừa cân. Đây là ý thứ hai. Ý thứ ba nữa là để bây giờ thì mình nhận biết thế nào gọi là béo phì. Trông có người, có khi có người là tại vì họ cũng tập nhiều nên người cũng rất là chắc, nhưng mà quan trọng nhất là như chị Hương Quỳnh nói đầu tiên ấy, đó là cái tỷ lệ giữa chiều cao và cân nặng mà chúng ta vẫn gọi là BMI, đơn vị tính của nó là kg trên 1 m² cơ thể. Cái này thì rất dễ thôi, có công thức sẵn trên hệ thống, chỉ cần gõ một câu trong mạng là có thể tra một cách chính xác. Vậy thì đấy là một cái mà được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo là cái phân loại là anh đủ cân, thừa cân, béo và béo phì. Con số của nó thì nếu ai đó có cái BMI mà ở trong phạm vi từ 25 đến 29 kg trên 1 m² cơ thể thì đang thuộc nhóm là thừa cân. Có nghĩa là dưới 25 là tốt. Thông thường là ta khoảng từ 22 đến 24 là một cái chỉ số đẹp. Nhưng nhớ rằng trên 25 đến 29,9 thì đã gọi là thừa cân. Dạ, vâng. Mức độ thứ hai nguy hiểm thứ hai là nếu ta từ 30 đến 39 thì lúc ấy người ta gọi là béo phì. Mà đặc biệt nữa là nếu BMI trên 40 thì người ta khẳng định là bệnh béo phì. Tức là mình có thấy 3 cấp độ đủ cân này, thừa cân tức là vẫn còn có thể điều chỉnh và có thể không bị mắc những cái bệnh liên quan. Nhưng nếu anh đã đến béo phì là trên 30 đến 39,9, sấp xỉ 40 thì gọi là béo phì. Béo phì lúc này bắt đầu có nhiều bệnh rồi. Và đặc biệt là trên 40 nhớ là sẽ thành bệnh béo phì. Như vậy là rất nguy hiểm. Tuy nhiên thì ta cũng nhớ rằng cái tính BMI ấy thì nó có cái chỉ số chung cho mọi người. Nhưng mà với những trẻ dưới 20 tuổi thì nó có một cái hiệu chỉnh, một cái bảng hiệu chỉnh để theo độ tuổi, theo giới tính thì cái chỉ số của BMI có điều chỉnh một chút đối với lại tuổi dưới 20. Cái thứ hai nữa là để xác định bệnh béo phì ngoài cái BMI mà được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận, chị Hương Quỳnh ạ. Dạ. Thì có cái thứ hai nữa là người ta tính theo cái tỷ lệ mỡ, có tác giả tính theo tỷ lệ mỡ cơ thể. Thí dụ nếu nam giới mà tỷ lệ mỡ trong phạm vi từ 21 đến 25% thì là ok. Còn trên 25 là thuộc loại béo phì rồi. Còn ở nữ thì nếu là trong phạm vi từ 31 đến 33% thì cũng là an toàn. Thế trên 33% thì là thuộc loại béo phì. Thế tuy nhiên cái đánh giá cái tỷ lệ mỡ này có rất nhiều cách, nhưng mà nó cũng không phổ cập và không dễ bằng cái BMI. Đấy, vì nếu mà đánh giá tỷ lệ mỡ nó còn đòi hỏi người ta phải cung cấp một số những cái yếu tố nữa. Còn đối với BMI thì chỉ đơn giản là độ tuổi này, chiều cao này, cân nặng này thì mình ra ngay được một chỉ số theo tôi là rất chính xác.
Một ý nữa là ngoài ra thì vậy thì đấy là chỉ số. Thế còn nếu mà ta xét nghiệm thông thường thì ta trông những cái số liệu gì? Ta căn cứ vào những xét nghiệm gì để ta có thể định hướng và nguy cơ đưa ra cái phương án cho những người quá cân? Thường người ta xét nghiệm là cái nhóm mỡ trong máu, bốn thành phần, cholesterol, triglyceride, HDLC và LDLC. Cái thứ hai là đặc biệt là chú ý, hiện nay tôi thấy là nhiều người chú ý là chức năng của tuyến giáp. Cái tuyến giáp ở đây chúng tôi ví như là một cái cơ thể mình giống như một cái tòa nhà, mà tuyến giáp của mình nó giống như một cái lò sưởi. Ở cái nhà ấm, lạnh, nguội thế nào thì cái hoạt động của cái lò sưởi ấy nó đóng một vai trò rất quan trọng. Và chính nó đốt nhiều thì tiêu thụ năng lượng nhiều thì nó giữ được cái tỷ lệ vào và ra của cơ thể. Cho nên chú ý đến cái lò sưởi của mình, đó là cái tuyến giáp ở mọi lứa tuổi, bởi vì nó là một cơ quan nội tiết quan trọng. Nữa là kiểm tra đường máu. Và đặc biệt bây giờ tôi xin nhắc lại là ngoài đường máu lúc đói thì có HbA1c là đường máu trung bình của 3 tháng gần đây cũng rất quan trọng. Thế như vậy là tôi thấy là cái hiểu về béo phì và nắm được cái nguy cơ của nó, đừng coi thường nó là điều rất quan trọng, chị Hương Quỳnh. Vâng. Coi như vậy thì bây giờ thì chúng ta cũng có thể định nghĩa lại một chút với đủ cân, tức là cơ thể nhìn ổn định và cái chỉ số BMI nó sẽ rơi vào ngưỡng là khoảng tầm từ 21 đến 25 đúng không ạ? Vâng, vâng. Rất là đẹp. Từ thừa cân thì sẽ là những cái người mà có thể nói là đậm người một chút, và từ 25 đến 30 thì chúng ta sẽ gọi là thừa cân. Với cái tình trạng dư thừa cân nặng như thế này thì chúng ta vẫn có thể điều chỉnh lại bằng cái chế độ ăn uống, tập luyện và giúp cho cái chỉ số BMI của chúng ta về cơ bản bình thường. Với tình trạng béo phì là từ 30 đến 39,9% và trên 39,9%, tức là 40 rồi thì sẽ là bệnh béo phì. Tức là nó có những cái mức độ rất là khác nhau và những cái chỉ số nó cũng sẽ từ đó khác nhau. Từ dư thừa cân thì chúng ta vẫn cảm thấy nó khá là bình thường đúng không ạ? Và hiện nay thì cái tình trạng thừa cân nó cũng khá là phổ biến. Nhiều khi chúng ta vận động ít và ít lao động thì chúng ta cũng sẽ gặp phải tình trạng này. Vâng, ăn nhiều. Rồi đến cái tình trạng béo phì thì là cái câu chuyện vận động gần như là không có. Ngoài ra thì cái lượng chất dinh dưỡng mà chúng ta đưa vào cơ thể quá nhiều khiến chúng ta dẫn đến tình trạng béo phì, và nặng hơn nữa chính là bệnh béo phì. Ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy là bác sĩ vừa mới chia sẻ là liên quan đến thừa cân béo phì thì thừa cân thì có thể là chưa gặp phải bệnh tình gì cả. Nhưng bắt đầu từ béo phì đến bệnh béo phì thì sẽ gặp phải rất là nhiều những cái căn bệnh đi kèm. Vậy thì bây giờ bác sĩ có thể cho biết là những cái bệnh lý mà thường hay gặp ở những cái người bị béo phì và bệnh béo phì là gì được không ạ? Vâng. Thế như vậy là chị Hương Quỳnh ạ, như vậy là ta đã hiểu rằng là mỗi khi ta nghe cái béo phì ta cứ tưởng là nó không phải bệnh gì. Dạ vâng. Nhưng mà qua cái phân độ ta thấy là từ thừa cân này đến béo phì này và bệnh béo phì thì mình thấy rằng rõ ràng là bệnh cái đề là một thứ có thể ngăn chặn được. Dạ. Nếu ta biết nó từ lúc thừa cân, lúc từ nó bắt đầu béo phì thì ta có thể chặn được thành bệnh béo phì. Tại sao người ta gọi là bệnh béo phì? Bệnh béo phì thì như chúng tôi đã nói là từ BMI từ 40 trở lên. Thế nhưng bệnh béo phì thì cái nguy hiểm của nó là nó rất nhiều thứ bệnh nó gắn kết với bệnh béo phì. Tức là nó là hậu quả của béo phì và nó hay đi với béo phì. Và thực khi nó đã có những bệnh mà nó liên quan đến béo phì mà hay bị ở những người béo phì thì nó đẩy cái việc rối loạn chuyển hóa cơ thể và rất khó để khống chế được cân nặng. Các cái nhóm bệnh để liên quan đến bệnh béo phì tôi kể ra thì cũng nghe là cũng rất căng đấy. Thường người ta phân thành 8 cái nhóm bệnh chính. Thế nếu ai đó thì tiếp cận với ai đó mà chẳng may bị béo phì thì mình nhìn ngoài mình cũng thấy họ cũng rất vất vả. Từ vấn đề di chuyển, từ màu sắc của da, từ những vấn đề bệnh họ hay gặp. Hay gặp nhất đó là những bệnh lý về đường hô hấp. Thường người béo phì thì hay có chứng là ngủ, gọi là ngủ ngáy tắc thở. Và những cái đó nó diễn ra lâu dài, nó ảnh hưởng đến hệ thống hô hấp và đặc biệt là ảnh hưởng đến tim mạch. Vì thế nên thường nó có gọi là hội chứng suy hô hấp, giảm thông khí ở những người béo phì. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những người này, cái đường hô hấp của họ rất hay bị viêm. Họ bị viêm nhiễm, bị viêm mãn tính và thậm chí là có thể có những cái hen phế quản. Thế nên là trong những người tăng cân nặng nề như thế thì cái nguy hiểm nhất đối với họ đó là các bệnh lý của đường hô hấp. Cái thứ hai nữa là đương nhiên, và gần đây các nghiên cứu gần đây của thế giới, có nhiều nghiên cứu người ta đã kết luận rằng nếu ở những trẻ tuổi ở dưới 18 tuổi đã có béo phì thì khi lớn lên và trưởng thành thì nguy cơ mắc bệnh các loại ung thư khác nhau cũng rất cao. Nên là trông thế thôi nhưng nó như là một cái gì đó nó kích hoạt. Trong đó tôi nói vì sao nó làm cho các cái hệ thống cơ thể nó bị biến đổi và dễ mắc ung thư. Vì thế nên cái nhóm thứ hai là nhóm ung thư
là cũng là một nguy cơ rất cao ở những người béo phì. Thí dụ như là ung thư nội mạc tử cung, đặc biệt là ở những phụ nữ ở tiền mãn kinh và mãn kinh. Thế rồi những vấn đề ung thư ngực ở phụ nữ, rồi vấn đề ung thư tiền liệt tuyến ở nam giới, ung thư đường mật, ung thư tụy, vân vân. Thế đây là cái nhóm thứ hai sau phổi, đó là các cái nhóm bệnh ung thư mà người thừa cân béo và đặc biệt là béo phì là một cái thách thức rất lớn. Cái nhóm thứ ba nó là người béo phì thì rất có xu hướng hay bị những cái bệnh lý về sức khỏe tâm thần. Bởi vì sao? Bản thân khi họ sống trong cộng đồng, nếu như cộng đồng không được giáo dục tốt, không được nhận thức tốt thì họ hay bị cái kỳ thị. Và chính kỳ thị ấy đẩy cho họ vào một tình trạng căng thẳng về tâm lý. Và cũng có nghiên cứu, người ta đã nghiên cứu thấy cái béo phì nó hay liên quan đến cái depression, tức là bệnh trầm cảm. Nên cái thứ ba, cái nhóm thứ ba mình rất đáng quan tâm. Thứ nhất là phổi, thứ hai là ung thư, thứ ba là vấn đề về sức khỏe tâm thần. Như vậy là cái ba cái nó rất nặng nề và nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sức khỏe của từng người. Cái thứ tư nó phải nói đến là các bệnh lý về tim mạch, cao huyết áp. Rồi thứ năm là các bệnh về chuyển hóa, nhưng đặc biệt là tiểu đường và rối loạn mỡ. Cái thứ sáu nữa là có thể những bệnh lý về thần kinh và đập thị rất hay đột quỵ. Những người này rất là, và họ, những người béo phì, bệnh béo phì nó có một cái hội chứng là hội chứng tăng áp lực nội sọ trong não. Và như thế nó rất ảnh hưởng đến cái hoạt động của thần kinh trung ương và đôi khi dẫn đến đột quỵ. Rồi cái cuối, cái nữa là về vấn đề nội tiết, những trẻ ở tuổi trước khi có gia đình mà anh đã béo phì thì cái khả năng sinh sản rất khó khăn. Và thậm chí có những người bị vô sinh. Và cuối cùng là đặc biệt là những người bị tăng cân béo, béo phì rất hay bị những cái bệnh ở ngoài da. Họ bị nấm ngoài da, họ bị nhiễm khuẩn ngoài da. Thế nên là 8 cái nhóm bệnh. Như vậy là cũng rõ ràng nếu tôi kể như thế thì chắc ai đó đều thấy là ngại với béo phì rồi đấy. Mình phải chú ý đến cái ăn uống của mình và giữ được cân nặng. Dạ vâng. À, nhắc đến cái câu chuyện béo phì hay là thừa cân rồi bệnh béo phì thì chúng ta có thể thấy là ai bây giờ chỉ cần dư thừa cân nặng một chút thôi đã cảm thấy lo lắng rồi đúng không ạ? Thường thì như bác sĩ cũng vừa chia sẻ, với cái lực lượng lao động thu nhập thấp thì có lẽ bây giờ mọi thứ nó đảo lộn. Nếu như mà ngày xưa khi mà nhắc đến những cái người mà có thu nhập thấp, chúng ta sẽ nhớ đến cái hình ảnh gầy gò, thì ngày nay họ lại có cái xu hướng mà mắc những cái bệnh liên quan đến vấn đề sức khỏe bụng to hay là thừa cân nhiều hơn. Còn đối với những cái người mà thu nhập cao thì bây giờ mọi người lại quan tâm rất nhiều đến vấn đề sức khỏe, mọi người sẽ để tâm hơn đến vấn đề này. Bởi vì sao? Nếu như mà chúng ta mắc các bệnh béo phì, với những cái người mà người ta nghĩ rằng là thôi béo một chút cũng được, béo cho có da có thịt cho đẹp, thì nó lại là một cái suy nghĩ hoàn toàn sai lầm đúng không ạ? Đúng. Ngày nay khi mà chúng ta muốn khỏe mạnh thì chúng ta cần phải giữ được một cái chỉ số cơ thể ổn định. Ngoài ra thì cái việc tập luyện thể dục thể thao thường xuyên cũng sẽ giúp ích cho cái câu chuyện là hệ thống tim mạch, rồi tất cả mọi cơ quan trong cơ thể của chúng ta cũng sẽ được phát triển và cũng sẽ được làm việc một cách tốt nhất và ổn định nhất. Vậy thì chúng ta cũng có thể thấy là liên quan đến vấn đề béo phì rồi thừa cân hay là những cái bệnh lý liên quan đến béo phì thì nó cũng rất là nguy hiểm, và chúng ta cần phải tìm cách để có thể hạn chế cái tình trạng này và giúp cho sức khỏe của chúng ta được ổn định hơn. Nếu như mà quý vị còn đang băn khoăn không biết rằng là mình liệu rằng có bị thừa cân béo phì hay là những cái bệnh lý mà mình đang mắc phải thì nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của mình hay không, thì quý vị hoàn toàn có thể đặt câu hỏi với bác sĩ của chúng tôi ngày hôm nay cùng với số điện thoại đường dây nóng quen thuộc là 0827 365 365 và 0826 365 365. Trên trang mạng xã hội 91.com.vn thì chúng tôi cũng đã nhìn thấy rất là nhiều những câu hỏi của quý vị khán thính giả để lại. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một số câu hỏi của quý vị khán thính giả. Có bạn Võ Văn Nghĩa có hỏi bác sĩ thế này ạ. Bác sĩ cho em hỏi, em 28 tuổi chưa có gia đình mà hiện nay 83 kg, em có dùng nhiều cách ăn kiêng nhưng mà cứ giảm xong ăn bình thường lại tăng. Vậy có cách nào để giúp em giảm béo được không ạ? Cái câu hỏi của anh Nghĩa thì cũng sẽ gặp rất nhiều ở những người mà đang có cái tình trạng là tăng cân, thừa cân. 28 tuổi, tất nhiên thì tôi cũng chưa biết chiều cao là bao nhiêu, nhưng mà chắc là bạn cũng chỉ cao độ khoảng 1m70, cái cho là như thế đi. Nhưng 83 kg chắc chắn là thuộc nhóm béo, và nếu mà đo kỹ, kiểm tra kỹ có khả năng là bệnh béo phì. Bạn cứ giảm cân. Bây giờ giảm cân thì có rất nhiều cách. Giảm cân thì đầu tiên là để vấn đề giải quyết vấn đề béo phì, thì trong nguyên tắc đầu tiên bao giờ người ta cũng khuyên là vấn đề là vận động, thay đổi lối sống, kiểm soát
cái lượng thức ăn vào da hàng ngày của mình là cái quan trọng nhất. Xong đến thứ hai nữa là người ta có thể tác động dùng đến các nhóm thuốc. Cái thứ ba nữa là một số có ý kiến là về phẫu thuật. Đấy. Nhưng gì thì gì, nhưng cái quan trọng nhất là cái việc duy trì sau giảm cân. Tôi chưa kể đến là một số ý kiến còn đang băn khoăn về thực phẩm chức năng nữa cơ. Đấy, trong nữa có dịp khi nào tôi sẽ nói. Thế nhưng mà quan trọng nhất cái câu của bạn Nghĩa là sau khi giảm xong ấy, thì phải duy trì được cái giảm cân ít nhất, người ta đang nói là ít nhất trong 2 năm liên tục. Còn nếu không thì cái quan trọng nhất là cả đời. Bởi vì cái phản hồi, cái quay trở lại cân nặng trong sau khi giải quyết giảm cân bằng có thể bằng phương pháp này, phương pháp kia. Nhưng quan trọng nhất là người giảm cân phải đạt được cái đích của mình giảm trong 1 tuần, trong 6 tháng, trong 1 năm và duy trì nó bằng cách nào thì mới có hiệu quả. Đây là tôi xin trả lời một cái nét chung chung như thế. Quan trọng nhất chốt lại là duy trì để cái tái lập tăng cân trở lại là điều quyết định của vấn đề giảm cân. Vâng. À, với câu chuyện là giảm cân hiện nay thì chúng ta cũng biết là có rất là nhiều những phương pháp, ngoài việc là chúng ta có thể thay đổi chế độ ăn uống, thay đổi chế độ tập luyện thì cũng có nhiều người sử dụng mà đến thuốc hỗ trợ như bác sĩ cũng vừa chia sẻ. À, tuy nhiên thì đúng là cái vấn đề làm thế nào để có thể giữ được cái cân nặng sau khi giảm cân thì cũng lại là một vấn đề mà chúng ta đặc biệt quan tâm, nếu như mà việc sử dụng thuốc và hết thuốc rồi mà chúng ta lại ăn uống lại theo cái chế độ cũ, không có cái sự thay đổi trong đó thì chắc chắn cái việc tăng cân là không thể tránh được. Chính vì thế mà chúng ta cũng cần phải tìm cho mình một cái chế độ sinh hoạt hợp lý. Ví dụ như Hương Quỳnh cũng đã từng tìm hiểu thì cái câu chuyện là có thể giảm ăn tinh bột này, giảm ăn những cái đồ dầu mỡ, hay ngày nay cũng có rất là nhiều những cái xu hướng ăn như ví dụ mọi người cũng có thể chọn là eat clean, là cái chế độ ăn sạch, tức là mình ăn đồ luộc nhiều hơn. Cùng với đó thì thay bằng cơm trắng mình có thể ăn gạo lứt, cũng là một trong những cái phương pháp mà rất nhiều chị em phụ nữ sử dụng để có thể giúp làm giảm cái cân nặng cũng như là duy trì một cái sức khỏe tốt. Và cũng có một câu hỏi của bạn Bích Phương thì bạn ấy hỏi thế này ạ. Em chào chuyên gia, em cao 1m65, không biết cân nặng bao nhiêu thì là phù hợp, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Bạn Bích Phương cao 1m65 thì nếu mà tôi có thể kiểm tra nhanh thì thường là với độ khoảng 65 thì nếu là nữ thì bạn trong phạm vi khoảng 50 cân thì theo tôi là hợp lý. Tuy nhiên thì vẫn phải tính một cái chính xác chiều cao, cân nặng, độ tuổi, chiều cao, cân nặng, ba thứ nó gắn rất chặt với nhau. Thì theo tôi là khoảng 50 cân thì là một cái cân nặng vừa phải. Tuy nhiên nó còn nếu mà bạn cao nữa thì bắt 1m65 thì theo tôi là ok rồi. Và ngoài ra thì có bạn Hiền Phạm cũng hỏi bác sĩ là: chào bác sĩ, em năm nay 27 tuổi, em mới sinh em bé được 1 tháng và sinh mổ. Hiện nay thì em không cho con bú vì không có sữa, nhưng mà cơ thể thì quá nặng nề. Em cao 1m58 và nặng đến 76kg. Em muốn biết là em sinh mổ 1 tháng thì đã giảm cân được chưa, và em có thể uống thuốc giảm cân để giảm cân hay không? Bạn nặng bao nhiêu cân nhỉ? Dạ, bạn ấy cao 1m58 và nặng đến 76kg. 76kg, vâng. Theo tôi thì cái thời kỳ sau khi sinh ấy, thì mình cứ bình tĩnh về vấn đề giảm cân. Tại vì giảm cân như tôi nói ở trên là cái chế độ ăn là một này. Thứ hai là dùng thuốc này. Thứ ba là phẫu thuật này. Thứ tư là tăng vận động này. Thì trong sau khi sinh ấy, thì cái con của mình đang rất cần cái chất lượng sữa. Theo tôi thì giảm cân lập tức sau khi sinh thì không nên. Cứ bình tĩnh khi con bắt đầu cai sữa. Bắt đầu sữa cho con đã, mình ở thời kỳ bắt đầu chuẩn bị sang cai và cai sữa thì bắt đầu nghiên cứu về chế độ giảm cân. Nhưng bạn nhớ là cách giảm cân á, là trước khi giảm cân là phải có được tư vấn của thầy thuốc. Tại vì cái giảm cân ấy, anh dùng phương pháp nào giảm cân, cái tốc độ giảm cân của anh bao nhiêu cân trong một, bao nhiêu lạng trong 1 tuần và bao nhiêu cân trong 6 tháng thì phải được, bao giờ cũng được khuyến cáo là cách giảm cân một cách phù hợp. Để đảm bảo là thứ hai nữa là anh có cái tình trạng sức khỏe, anh có cái bệnh gì kết hợp hay không thì cái biện pháp giảm cân nó sẽ phối hợp. Ở đây thì bạn Hiền cũng vừa chia sẻ là bạn ấy không cho con bú, nhưng mà tuy nhiên thì Hương Quỳnh nghĩ rằng là khi mà cơ thể của người phụ nữ sau quá trình sinh nở khoảng tầm 1 tháng thôi thì vẫn còn có thể coi là được yếu, đúng không ạ? Ngoài 3 tháng ra thì chúng ta mới nên tập luyện, đặc biệt là với cái việc là cần giảm cân thì chắc chắn là phải luyện tập thể dục thể thao rồi. Nhưng ở đây bạn sinh mổ thì cái cũng phải chờ cho cái vết mổ của chúng ta nó phải lành lại đã thì chúng ta mới có thể có được một cái chế độ tập luyện hợp lý. Còn như bác sĩ cũng vừa khuyên, khi mà chúng ta muốn giảm cân thì bắt buộc chúng ta cũng sẽ phải đến gặp các bác sĩ tư vấn dinh dưỡng để có thể có một cái chế độ ăn hợp lý hơn. Vâng, thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái câu hỏi tiếp theo. Có bạn Tiến Nguyễn cũng có một câu hỏi
như thế này ạ. Dạ thưa bác sĩ, làm thế nào để biết là cơ thể đang thừa cân hay thiếu cân và thực phẩm nào giúp giảm cân hiệu quả? Mong được giải đáp của bác sĩ ạ. Thừa cân hay thiếu cân thì như tôi đã nói ở trên rồi, mình dựa theo cái quy định chuẩn của thế giới mà được khuyến cáo, đó là chỉ số BMI. Dạ. Thì bạn cứ có thể chiều cao cân nặng là bạn cha có thể ra được. Cái thứ hai nữa là các cái thực phẩm thì hiện nay thì trước khi đi vào chi tiết những cái một số những cái thực phẩm mà chúng ta có thể nên ăn để giúp cho quản lý về cân nặng hoặc nên tránh để nó khỏi tăng cân, thì ta phải hiểu rằng là nhu cầu của cơ thể chúng ta một ngày trung bình cho 1 kg cân nặng thì mình cần khoảng 22 kcal. Thế là mình cứ nhân với khoảng 50 cân, thì thông thường một người thì cỡ khoảng 1.000 đến 1.800 kcal cho một ngày cho nhu cầu một sinh hoạt cơ bản bình thường. Tuy nhiên thì để giảm cân ấy thì như chị Hương Quỳnh lúc trước cũng có nhắc, ở phụ nữ hiện nay đang dùng. Thế nhưng mà tóm lại người ta chia thành hai cái nhóm chính là nhóm ít mỡ, tức là giảm tối đa mỡ trong đó. Và cái thứ hai đó là nhóm ít chất carbon. Carbon ấy, mình nói cái từ ấy thì nó thí dụ như trong tinh bột này, trong đường này, trong các chất xơ đấy, rau, quả, củ thì nó có nhắm cái gốc carbon. Thì anh có hai chế độ là đối với tùy theo từng người thì có thể tăng cường vào chế độ giảm ăn chủ yếu là ít mỡ. Thứ hai là lại mỡ không quan trọng nhưng lại cái tỷ lệ carbon phải giảm xuống. Tôi thí dụ một cái chế độ ăn giảm cân là ta tổng cộng là ta có thể từ 500 đến 1.000 kcal trên một ngày. Tức là tôi tính tối thiểu khoảng 22 kcal trên 1 gram cân nặng. Thì ta có thể tính sơ bộ trong đó. Thì thí dụ như thịt chỉ có thể là từ 0,8 đến 1,5 gram trên 1 gram cân nặng. Nếu mà tính tổng thể ra thì không nên quá 100 gram, tức là một lạng thịt trong một ngày. Đấy là về thịt. Cái thứ hai là, vậy thì, nhưng mà ta, trong thức ăn ta lại có mỡ, thì ta chỉ dùng khoảng 10 đến 30% cái tổng lượng calo mà chúng ta cần trong ngày là mỡ. Và nhớ là chủ yếu là mỡ không bão hòa. Mỡ bão hòa dưới 10%. Nếu mà ai đó mua sữa, bây giờ người ta cũng có từ là sữa, mỡ bão hòa, và sữa no và sữa đói, tức là bão hòa và không bão hòa. Thứ ba là nước. Nước uống thì nhớ là tối thiểu là phải từ 1 lít trở lên trong một ngày. Để nghe cái nước ấy nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà cái ý nghĩa và giá trị của cái nước uống trong cái chế độ ăn giảm cân cũng rất quan trọng. Có rất nhiều nghiên cứu, người ta nghiên cứu rằng rất hay chị Hương Quỳnh ạ. Nếu ai đó chịu khó uống được 400 đến 500ml nước trước mỗi bữa ăn thì sau 4 tuần thì cái cân nặng giảm một cách đáng kể. Tức là khi mình uống một cái nước thông thường trước khi ăn thì nó đã tạo cho dạ dày một cái cảm giác nó hơi đầy một chút. Và như thế đương nhiên ta có thể khống chế. Như vậy theo tôi, cái cách uống nước như thế là một cách khống chế cân nặng cũng lành lặn đấy chị ạ. Sạch sẽ, lành lặn mà an toàn. Thế đấy là cái... Vậy như vậy là ví dụ thí dụ cho một cái thực đơn cho một người mà trong từ 500 đến 1.000 kcal một ngày, ta có thịt không quá một lạng này, đúng không? Mỡ thì chủ yếu là mỡ không bão hòa này. Cái thứ hai nữa là nước thì nhớ là một ngày tối thiểu là 1 lít này. Và ai đó cố gắng uống được cỡ khoảng 400-500 lít trước mỗi bữa ăn này, thì trong một số tuần thì cân nặng đã giảm một cách đáng kể. Thứ ba, thứ cuối cùng nữa trong chế độ ăn là phải có sinh tố một cách phù hợp. Đây là cái ý thứ hai, tức là một cái chế độ ăn. Nhưng tôi xin nêu, bây giờ hiện nay có rất nhiều những cái thông tin về các cái chất mà có thể giúp cho chúng ta không chế được cân nặng. Thì một trong những thông tin mà được đưa chính thức vào trong những cái y văn, trong những tài liệu về hướng dẫn về vấn đề kiểm soát và điều trị bệnh béo phì thì người ta nhắc tới trà xanh. Bởi vì theo nghiên cứu của Nhật Bản, trong trà xanh có chất gọi là catechin. Cái chất catechin trong trà xanh ấy là rất tốt để khống chế việc hấp thu mỡ thừa và thải mỡ thừa. Theo tôi một nghiên cứu, mà trà xanh là một cái thị trường Việt Nam là rất đẹp, chỉ có điều là ta chọn trà xanh sạch và ta uống hàng ngày. Thí dụ như tôi ăn không hạn chế. Đấy, hiện nay vẫn là còn ở cái nhóm là mình không thật chú ý lắm đến chỗ ăn, nhưng sáng nào tôi cũng có một cốc trà xanh thì tự nhiên không bao giờ mình có bụng cả. Mình rất là khỏe mạnh, rất cân đối. Tuy nhiên thì nó có nhiều yếu tố, nhưng trà xanh là một cái thông tin được các nhà nghiên cứu chính thức đưa vào trong những y văn để hướng dẫn trong quá trình thực hành. Như vậy là nó rất quan trọng. Một cái cuối cùng tôi muốn nói là những thức ăn sau đây ta nên tránh. Tôi thí dụ như các loại đồ chiên. Dạ, vâng. Úi rồi ta cứ thả vào trong mỡ, xong nó no mỡ, mà đặc biệt là sợ nhất là những cái mỡ dùng đi dùng lại. Dạ. Thì rất nguy hiểm. Và cái thức ăn chiên ấy người ta khẳng định là lượng calo thì vô cùng nhiều.
Tức là mình nếu mà ai đó ăn một cái quẩy cùng với bát phở thì chắc đến trưa vẫn còn thấy no, để thấy được cái ý nghĩa của cái calo trong cái nó. Nhưng nó lại là mỡ không tốt cho sức khỏe, và nó là nguyên nhân để đẩy cái béo phì. Cái thứ hai là thức ăn ăn nhanh, fast food. Cho nên chị Hương Quỳnh ấy có một cái câu trong cái mà khuyên những cái người mà chế độ ăn mà để chống béo phì ấy, là cố gắng các bữa ăn trong ngày chỉ ăn ở nhà. Tức là ý người ta muốn nói là đừng ăn vặt nhiều. Tại vì ăn ngoài là mình dễ thả lỏng cho mình. Mình sẽ ăn những cái thứ mà mình không kiểm soát được. Nếu mà mình nghĩ rằng tất cả mọi thứ ăn đều ăn thứ ở nhà thì cũng nghĩa là về nhà là mình bắt đầu phải có tư duy rồi đấy. Và thứ hai, đương nhiên ở nhà mình không tích lũy những cái thứ ấy. Cho nên là cái ăn nên tất cả các bữa ăn trong ngày nên ăn ở nhà, đến một câu theo tôi cũng rất thực tiễn đấy. Thế đây là cái thứ ba nữa là nhớ là gần đây có một số nghiên cứu, tôi không dám khẳng định 100%, nhưng rất nhiều nghiên cứu họ thông báo là Coca-Cola, đồ uống mà trẻ đang rất thích ấy, cũng là một thứ mà cũng là một nguyên nhân là cũng phải coi chừng để nó ảnh hưởng đến. Cuối cùng nhớ là trước đây thì có rất nhiều thứ trên thị trường là chống béo phì đấy, mà thậm chí trước đây là có những từ là dùng sâm đấy, uống sâm. Dạ, vâng. Nhưng sâm hiện nay đang chính thức được đưa vào tài liệu là không thuộc nhóm để sử dụng trong vấn đề giám sát cân nặng và điều trị béo phì. Dạ vâng. Như vậy thì có rất là nhiều những cái thông tin liên quan đến cái câu chuyện là ăn gì uống gì khi mà chúng ta muốn giảm cân và giữ được một cân nặng ở mức ổn định. Hy vọng rằng là với những phần chia sẻ vừa rồi của bác sĩ thì bạn Tiến Nguyễn cũng đã có thêm những cái kinh nghiệm trong câu chuyện thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh để giúp chúng ta có một sức khỏe tốt hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị khán giả của chương trình ngày hôm nay, chú Hậu 72 tuổi ở Đồng Nai có số điện thoại những số cuối là 3647. Chú cũng đã gọi về cho chương trình và yêu cầu kết nối với bác sĩ để nhận tư vấn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chú ạ. Alo chương trình, xin chào chú Hậu ạ. Chào bác sĩ ạ. Dạ vâng. Thưa chú, bây giờ thì chú có thể chia sẻ về vấn đề mà chú đang quan tâm để bác sĩ có thể tư vấn kỹ lưỡng hơn cho chú ạ. Vâng, chào bác sĩ là hồi trước tôi bị tai biến á, dạ, như là bị ho gây do tôi uống thuốc ho, như là uống thuốc cao huyết áp, rồi nó càng ngày nó càng bự cái bụng lên, như cái mặt á, nó vẫn nặng á. Dạ vâng. Bây giờ thì bác muốn bác sĩ tư vấn làm thế nào để cho cái sức khỏe mình tốt hơn mà cái bụng nó bé hơn đúng không ạ? Dạ. Dạ vâng. Vâng, bác Hậu ơi, bác bị tai biến thì sau cái tai biến ấy, tức là nó tác động đến thần kinh trung ương, thì cũng là một lý do để nó kích hoạt cái hormone trong nội tiết cơ thể. Nó tác động cơ chế từ thần kinh trung ương đến cái hệ thống tiêu hóa, chuyển hóa của mình. Và có rất nhiều trường hợp là sau những cái tai biến, những stress, những cái đột quỵ, những cái bệnh nặng thì tự nhiên cơ thể tăng cân rất nhanh. Đấy là do... Và có những người, nhiều người sau tai biến ấy, là cái cảm giác ăn rất nhiều và ăn nhiều. Đấy là do tác dụng của cơ chế thần kinh trung ương. Theo tôi thì trong trường hợp của bác ấy thì bây giờ mình tai biến thì không biết là bác có đi lại được không. Nếu mà đi lại được ấy, thì vấn đề vận động hàng ngày tối thiểu 60 phút trong một ngày. Cho những người quá cân, thừa cân thì bác hãy xem lại thêm cái BMI của bác đang ở mức độ nào. Thì mình có cái vận động là quan trọng. Cái thứ hai nữa là có thể mình ăn mà mình không khống chế được thì mình lại buộc nhờ con cháu mình lên một cái thực đơn hàng ngày. Ví dụ hôm nay ăn gì, số lượng bao nhiêu và cố gắng giữ được cái lượng thức ăn vào với so với hoạt động của cơ thể. Cái thứ ba, nếu như tại vì có thể là sau khi cái đột quỵ như tôi nói ở trên do tác động đến hệ thống thần kinh trung ương, nó ảnh hưởng đến vấn đề chuyển hóa và cái cảm giác ăn ngon và cảm giác muốn ăn và thèm ăn đói của cơ thể mình. Thì trường hợp đó mình có thể dùng một thứ thuốc. Hiện nay để thuốc để điều trị bệnh béo phì và hạn chế tăng cân cũng có rất nhiều loại lành tính. Và đặc biệt là trong thực phẩm hiện nay có những chất đã được các nước trên thế giới tiên tiến đưa vào trong thực phẩm thay mỡ đối với những người họ có cảm giác là cần phải có mỡ. Thì có thể thay thế được nó. Thì nếu bác cần cụ thể thì khi nào bác sẽ đặt lịch gọi 1900 9204 hoặc con cháu cũng được. Thì chúng tôi sẽ thêm các thông số và sẽ hướng dẫn cho bác một cách chi tiết hơn. Một ngày nên ăn cái gì và đã phải dùng đến thuốc chưa. Thì có đầy đủ chỉ tiêu chúng tôi sẽ tư vấn cho bác. Thế bác nhé. Dạ vâng.
Hy vọng là với những cái thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ thì chú Hậu cũng sẽ biết cách là làm thế nào để giúp mình có một cái sức khỏe tốt hơn. Và ngoài việc là lắng nghe những cái lời tư vấn chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì chú cũng có thể được các bác sĩ tư vấn trực tiếp trong các khung giờ khác mà chúng ta mong muốn. Chú có thể cài đặt một cái ứng dụng rất là đơn giản, đó là 365 MediHome. Với các điện thoại thông minh thì đều có thể cài đặt được phần mềm này. Mình cao tuổi rồi mà mình không cài đặt được thì mình cũng có thể nhờ con cháu cài đặt cho, và chú có thể đặt lịch hẹn khám với các bác sĩ chuyên môn tại đây, và qua đó thì các bác sĩ cũng sẽ đưa ra được những cái lời khuyên kỹ lưỡng hơn cho chú. Thời lượng của chương trình trên truyền hình thì có hạn nên là chúng tôi không thể nào mà giải đáp một cách kỹ càng nhất có thể được. Chú rất mong rằng quý vị khán thính giả chúng ta có thể gọi về số điện thoại là 1900 9204 hoặc là cài đặt ứng dụng 365 MediHome để có thể nhận lời những cái lời khuyên của các bác sĩ qua những cái cuộc hẹn khám online bằng hình ảnh. Quý vị có thể tìm ra câu trả lời chính xác và giải pháp cho sức khỏe hiện tại rất là đơn giản thôi, với sự chẩn đoán từ các bác sĩ có chuyên môn cao với nhiều năm kinh nghiệm bất cứ một lúc nào. Chỉ cần đăng ký sử dụng dịch vụ tại phòng khám đa khoa online 365 MediHome, đừng ngại ngần nhấc ngay điện thoại gọi về số hotline là 1900 9204 hoặc là tải ứng dụng 365 MediHome để đăng ký tham gia trực tiếp. Với 365 MediHome thì quý vị sẽ được gặp các bác sĩ qua video call và các bác sĩ sẽ trả lời, trao đổi với các bạn xem các hồ sơ bệnh mà bạn cập nhật trước đó trên ứng dụng để giúp cho bạn có một buổi tư vấn tốt nhất. Quý vị hãy nhớ cài đặt 365 MediHome trên điện thoại của mình để tìm hiểu những vấn đề liên quan đến sức khỏe quý vị nhé. Phòng khám đa khoa online 365 MediHome, chất lượng, tiện lợi ngay tại chỗ. Dễ dàng tải về và cài đặt từ hệ điều hành iOS hay Android. Cập nhật hồ sơ bệnh trên ứng dụng với các bước cơ bản. Gặp các bác sĩ có chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm qua video call, trực tiếp trao đổi và xem hồ sơ bệnh của người dùng. Không cần đi đâu xa, ngay tại nhà với ứng dụng 365 MediHome, người dùng sẽ có được câu trả lời chính xác và giải pháp cho sức khỏe hiện tại của mình. Ngoài tư vấn và điều trị hoàn toàn miễn phí, người bệnh còn có thể lấy kết quả khám phá online với đầy đủ chẩn đoán và phương pháp điều trị áp dụng cho tất cả các căn bệnh trong cuộc sống. Chỉ cần tải ứng dụng 365 MediHome hoặc đăng ký qua tổng đài 1900 9204. 365 MediHome, 365 ngày khỏe mạnh. Môi trường sống ngày càng khắc nghiệt, thói quen sinh hoạt không lành mạnh, tâm lý chủ quan trước bệnh tật là những yếu tố tác động trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người. Làm thế nào để hiểu đúng, phòng ngừa đúng, phát hiện và điều trị kịp thời những bất thường của cơ thể? Truyền hình Quốc hội Việt Nam và 365 FM thực hiện chương trình tư vấn trực tiếp sức khỏe của bạn với khách mời là những chuyên gia uy tín trong lĩnh vực y tế. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào 15 giờ trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Trên 365 FM, tần số 92,7 MHz tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, FM 97,5 MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trực tuyến trên website quốc hội tv.vn và livestream tương tác trực tiếp trên mạng xã hội giao thông quốc gia 91.com.vn. Đăng ký giao lưu về chương trình bằng cách gọi đến số điện thoại tổng đài 0826 365 365. Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với khung giờ quen thuộc của chương trình Tư vấn sức khỏe trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay cũng đang được phát trên 365 FM tần số 97,5 MHz tại Đồng Nai và các tỉnh Đông Nam Bộ. Ngoài ra thì chương trình cũng được phát livestream trên trang mạng xã hội giao thông 91.com.vn và trên fanpage của truyền hình Quốc hội Việt Nam. Để có thể đặt câu hỏi với bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay liên quan đến vấn đề thừa cân béo phì, quý vị hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 0827-365-365 và 0826-365-365. Mọi thắc mắc của quý vị liên quan đến vấn đề thừa cân béo phì cũng sẽ được vị bác sĩ khách mời của chương trình ngày hôm nay là bác sĩ Vũ Quốc Bình sẽ tư vấn đến cho quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những câu hỏi tiếp theo trong chương trình. Trên trang mạng xã hội 91.com.vn, chúng tôi nhận được rất nhiều những câu hỏi của quý vị khán thính giả. Ngoài câu chuyện tìm hiểu thừa cân béo phì cho người lớn thì cũng có một số những bậc phụ huynh khá là lo lắng cho vấn đề sức khỏe của con em mình. Trong đó có bạn Quang Thanh
có comment thế này ạ. Xin chào bác sĩ, nhờ bác sĩ tư vấn bé nhà em 45 tháng, cao 1m05, nặng 26kg. Ngoài thực đơn ở trường về thì bé ăn chưa tới một chén cơm và nửa chén canh. Một hộp sữa Vinamilk 180ml, 100ml nước cam tùy bữa hoặc là một hộp sữa chua. Tối uống thêm 200ml sữa hươu cao cổ nhưng bé tăng cân rất tốt, mặc dù ở trường đã tập thể dục theo chế độ bé béo phì và tối thì bé cũng phải đi bộ khoảng tầm 15 phút với mẹ. Theo bác sĩ thì em nên hạn chế cho con em ăn những gì và khẩu phần ăn ra sao để bé hạn chế việc béo phì. Mong bác sĩ giúp bạn ấy ạ. Vâng. Về cái tăng cân của cháu ấy, thì bây giờ để mình hiểu rằng là trước khi mình vào cái câu trả lời là nên làm gì, thì theo tôi thì ta phải hiểu rằng vì sao lại có phát triển cái thừa cân, tăng cân, béo phì và bệnh béo phì. Ở đây thì ta phải nhớ rằng là nó là một, ta phải hiểu rằng đây là một thứ bệnh lý về chuyển hóa. Mà cái gốc gác của bệnh lý chuyển hóa này ta phải nói đến là tế bào mỡ. Tại vì nếu mà mình hiểu rằng cái gốc của vấn đề nó là cái gì thì mình sẽ có cái biện pháp nó phù hợp với tùy từng cá thể và tùy từng con, về từng bệnh nhân. Ở đây tế bào mỡ là một cái tế bào nó có, khi mà các anh bị béo phì, bệnh béo phì thì tế bào mỡ thường sẽ tăng lên về kích cỡ và tăng lên về số lượng. Thế bản thân cái tế bào mỡ đôi khi nó ở trạng thái, trong những người bị tăng cân, thừa cân, bệnh béo phì thì nó ở trạng thái các tế bào hoạt hóa. Và các tế bào hoạt hóa này đôi khi nó có chức năng như là một cái tuyến nội tiết. Và chính vì thế nó tiết ra những cái chất nội tiết và nó điều chỉnh cái quá trình chuyển hóa của cơ thể, hấp thu, thải trừ, tăng cường cái vị ăn uống và muốn ăn. Cái thứ hai nữa là đôi khi tế bào mỡ nó ở trạng thái hoạt hóa, và những nghiên cứu gần đây người ta có thấy là cái tế bào mỡ ấy nó còn có tác dụng, nó tiết ra rất nhiều những cái chất cytokine trong cơ thể, những chất trung gian. Và những chất ấy nó sẽ ảnh hưởng tới một số phát sinh, một số thứ bệnh do cái tăng cân thừa cân. Như vậy là ta hiểu rằng cái gốc của nó, vấn đề ấy, đó là vấn đề tế bào mỡ trong cơ thể mình. Đấy. Cái thứ hai nữa là nhưng mà nó có những cái yếu tố tác động đến nó. Thí dụ vấn đề di truyền cũng là một yếu tố. Vấn đề môi trường, vấn đề thói quen ăn uống, vấn đề luyện tập. Và đặc biệt là có những người khi ở thời kỳ cai thuốc, nhất là nam giới, thì nó phát triển tăng cân và béo phì. Cái thứ hai ở nữ sau thời kỳ mãn kinh, tiền mãn kinh, nó cũng phát triển thành béo phì. Như vậy là có rất nhiều yếu tố từ di truyền này, từ nội tiết này, từ độ tuổi này và cái thói quen sinh hoạt. Nhưng hầu hết trên 90% các cái trường hợp bệnh béo phì thì đều không tìm được nguyên nhân, chúng tôi gọi là vô căn. Chỉ có 10% là liên quan tới di truyền và vấn đề hormone. Như vậy là để chẩn đoán và xác định nó là nguyên nhân gì, lý luận mình biết lên thế là cũng khó. Tôi trước khi vào câu trả lời để cách làm thế nào với cháu thì gần đây các cái đại dịch Covid nó diễn ra một cách khủng khiếp như thế. Và cũng trên thế giới người ta cũng tổng kết là những cái người béo phì thì có liên quan gì, có ảnh hưởng gì, có bị tác động gì của Covid-19 không? Thì người ta thấy rằng là 50% cái số nhập viện do Covid là người tăng cân, thừa cân và béo phì. Để thấy rằng là, để thấy một lần nữa khẳng định rằng cái béo phì, cái tăng cân, thừa cân nó là một cái yếu tố rất nguy hiểm để cho cơ thể ta dễ bị mắc các bệnh. Thứ hai, người ta thấy là số những người 60 tuổi mà nhập bệnh với Covid ấy, ở các nước, đặc biệt là ở New York và một số nơi, họ tổng kết rất kỹ ở Anh, ở Pháp, thấy rằng là số dưới 60 tuổi mà có vấn đề Covid vào tuổi mà có béo phì thì gấp đôi lần so với những người khác, buộc phải điều trị hồi sức cấp cứu, tức là bệnh sẽ nặng. Đấy, vâng. Nói tóm lại là ta hiểu, quay lại vấn đề là ta hiểu được bản chất của vấn đề. Tôi xin nhắc lại, đó là đặc biệt là cái tế bào mỡ. Vì thế nên với cháu thì theo tôi ấy, thì cái việc mà tăng cường vận động, nhớ là đã tăng cân thì anh lại phải đặt ra một chỉ số là vận động bao nhiêu phút một ngày. Tôi thấy thí dụ như thường là khoảng 60 phút một ngày. Cái thứ hai nữa là thường trẻ con thì nó rất là năng động, thì cố gắng động viên những cái hoạt động hàng ngày, không nằm một chỗ quá lâu, không chỉ có đọc sách, ôm sách, mà vấn đề vận chuyển, cái thói quen sinh hoạt. Và ăn thì theo tôi thì chị nên gọi đến 1900 9204 và tải 365 đi hôm thì để mình định lượng là số calo cụ thể cho cháu trong một ngày thì thường là ta sẽ làm thế nào. Để ra được con số đó thì ta phải đo lại kỹ và thậm chí được chính cái tỷ số, tỷ lệ mỡ của cơ thể, để ta có định lượng là mấy gram thịt trong một ngày này, vấn đề mỡ là dùng mỡ gì này, sữa gì này, và sinh tố bù thế nào cho đủ. Thì theo tôi thì để cho thật chính xác với cân nặng của cháu như thế thì sau khi mình hiểu được bản chất của vấn đề thì các chị nên tải
365 Medihome, gọi 1909204 để có tư vấn một cách chính xác hơn. Dạ vâng, liên quan đến câu chuyện ăn uống thì không phải là thay đổi trong ngày 1, ngày 2 mà đã có thể giúp cho chúng ta giảm cân, mà đó nó là cả một cái quá trình cố gắng như bác sĩ cũng đã nói từ đầu chương trình. Chúng ta có thể đưa ra cái mốc 1 tháng, 6 tháng hay là 1 năm để có thể giảm được cái số cân nặng mong muốn, nhưng mà vẫn phải giữ được một sức khỏe tốt. Nếu như mà chúng ta quá lạm dụng những cái loại thuốc giảm cân thì có thể dẫn đến những cái tình trạng bệnh khác, ví dụ như là viêm đường tiết niệu hay là có những người bị căng thẳng thần kinh bởi vì bệnh là thuốc giảm mạnh. Vâng, rất nguy hiểm nếu anh giảm một cách đột ngột. Đúng rồi ạ. Và như vậy thì có thể thấy là cái việc giảm cân một cách khoa học lành mạnh thì nó sẽ tốt hơn tất cả. Nhưng mà đó lại là cả một cái quá trình mà chúng ta cần phải cố gắng, nỗ lực và chúng ta cũng cần phải kiên trì nữa. Và để có thể giảm cân như thế nào cho hiệu quả, như thế nào cho đúng cách, cụ thể với từng trường hợp bệnh và từng trường hợp số cân nặng dư thừa của quý vị thì quý vị có thể cài ứng dụng 365 Medihome để có thể nhận được những lời khuyên từ các bác sĩ có chuyên môn cao tại đây. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những câu hỏi khác ạ. Có bạn Lương Bằng cũng có một câu hỏi thế này ạ. Chào bác sĩ, cháu năm nay mới có 18 tuổi, cao 1m60 mà nặng 80kg. Cháu đã cố gắng ăn kiêng gần 1 năm nay nhưng vẫn không giảm được cân nào. Thời gian gần đây cháu rất hay bị ho, khó thở, đặc biệt là vào ban đêm. Khi ngủ cháu thường hay thở như mèo rên. Bác sĩ cho cháu hỏi là có phải cháu bị bệnh béo phì không? Tại sao cháu lại khó thở và có phải là do cháu béo hay là do hen suyễn ạ? Như vậy là chắc chắn là cháu như thế là đang thuộc nhóm là béo phì đấy, và tôi nghe 80 cân này thì khả năng là bệnh béo phì. Và giống như ta định nghĩa ban đầu ấy, đã là bệnh béo phì thì hầu hết là có những cái bệnh phối hợp liên quan đến béo phì. Và cháu đang bị ngủ ngáy, ngủ tắc thở và có những cơn khó thở thì đương nhiên nó là cái nhóm bệnh đầu tiên liên quan đến bệnh béo phì. Chính vì thế cho nên là chắc chắn những cái khó thở ấy và thậm chí cả những hen gặp ở những người này, và như tôi nói trên là có những người bệnh béo phì thường hay có hội chứng là giảm thông khí phổi. Và như vậy là từ nó sẽ là cái vòng luẩn quẩn, khi mình ngủ mình cứ thiếu oxy. Thiếu oxy thì mình không đủ oxy cung cấp cho cơ thể, thì các cơ quan của mình nó sẽ dẫn tới một cái trạng là thiếu oxy mãn tính, nó lại phát sinh ra những thứ bệnh khác. Thế nên là cái này thì cháu nên gặp thầy thuốc sớm, đặt 365 Medihome, gọi 1909204 thì chúng ta sẽ có thời gian ngồi chi tiết và lên kế hoạch. Quan trọng nhất cháu nhớ này, việc giải quyết cân nặng không thể tính theo tháng, theo năm để đảm bảo được an toàn. Trước tiên người ta phải có vấn đề rà soát xem cơ thể mình và những bệnh đi kèm. Sau đó mình lên một kế hoạch giảm cân tính theo tuần. Thí dụ như thường hiện nay người ta đang khuyến cáo là anh nên giảm độ khoảng 0,4 đến 0,5 kg cân nặng trong một tuần. Và trong 6 tháng đầu tiên thì cố gắng giảm từ 5 đến 10% trọng lượng của cơ thể. Và cái giảm cân nặng ấy duy trì tối thiểu là 1 năm đến 2 năm. Và tốt nhất là duy trì cả đời. Như vậy là đừng hiểu là giảm một vài cân là xong đâu. Và nếu mà anh giảm 1-2 cân mà xong thì nó lại tái lập lại rất nhanh. Nên cái việc giải quyết vấn đề này không có. Nhưng quan trọng nhất là mình phải có một cái kế hoạch cụ thể. Và mình thậm chí là mình phải định ra một ngày ăn bao nhiêu và tập bao nhiêu phút. Thì đây là một nguy cơ 80 cân ở người 18 tuổi. Nguy cơ rất cao đấy. Nên sớm để tư vấn với thầy thuốc để có cái tư vấn một cách cụ thể. Vâng, mong là bạn Lương Bằng cũng đã có những cái thông tin cần thiết cho mình. Chúng ta vẫn luôn luôn nhắc đi nhắc lại với nhau là cái quá trình giảm cân là cả một cái quá trình bền bỉ, kiên trì, để mỗi một tuần chúng ta giảm đi một ít và nó không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Có rất là nhiều những cái biến chứng do uống thuốc giảm cân hay là sử dụng thuốc quá liều để giúp giảm cân gây ra, hay là cái chứng trắng ăn, rồi có một số bạn lại giảm cân theo cái cách là khi mà ăn vào thì chúng ta sẽ lại cho ra, tức là chúng ta sẽ nôn ra hết. Như vậy thì theo một cái thói quen, nó sẽ là một cái thói quen rất là xấu và nó không hề tốt cho dạ dày cũng như là đường tiêu hóa của chúng ta một chút nào cả. Chính vì thế tìm được một cái phương pháp giảm cân an toàn hiệu quả là điều mà ngày nay rất nhiều người hướng đến. Còn để cụ thể tìm hiểu về cái chế độ dinh dưỡng hay là chỉ số BMI có phù hợp hay không, đã đủ cân hay chưa, hay là còn thiếu cân, hay là bị thừa cân béo phì, thì quý vị cũng có thể gọi về 1900 9204, hoặc là cách đơn giản nhất đó chính là tải ứng dụng 365 Medihome để tìm hiểu về chỉ số BMI của mình. Ngoài ra thì hãy đặt lịch khám với các bác sĩ online tại đây. Những người có chuyên môn, kinh nghiệm cao cũng sẽ giúp cho quý vị nhận được những cái lời khuyên cần thiết để giúp chúng ta có được một cái thân hình đẹp, khỏe như mong muốn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những câu hỏi khác. Có bạn Bích Phượng
có hỏi bác sĩ thế này ạ, cho em hỏi con trai em năm nay 7 tuổi mà nặng đến 43 kg, có cách nào giảm cân cho cháu nhanh chóng được không ạ? Bé rất dễ ăn mặc bé rất dễ ăn, mặc dù là gia đình không kiêng cho uống sữa từ năm tuổi cho đến giờ. Bé vận động đá banh, võ thuật đã 3 tháng nay nhưng mà vẫn không giảm cân. Cảm ơn bác sĩ ạ. Thế như vậy là tôi nghĩ là cháu cũng đang thuộc nhóm nằm trong nguy cơ là bệnh béo phì. Bệnh béo phì thì ở trẻ em ấy thì nó phức tạp hơn là đối với người lớn. Bởi vì là như vậy là đa số mà bệnh béo phì sớm từ trẻ em ấy thì là cái nguyên nhân nội tại nó sẽ là chiếm chủ yếu, chứ không phải là do môi trường, do thói quen. Vâng. Mà đây chủ yếu chắc chắn là các cháu sẽ có vấn đề về sức khỏe. Nên chị nên cho cháu đi kiểm tra sức khỏe tổng thể như tôi nói ở trên. Thứ nhất là phải kiểm tra lại cái cân bằng, cái mỡ trong cơ thể. Nó cao hay thấp. Nếu cái dối loạn chuyển hóa mỡ cao thì mình phải điều trị cho cháu sớm để đưa cái lượng mỡ trở về bình thường. Vì cái thuốc điều trị mỡ máu hiện nay có những thứ cũng rất an toàn cho cả trẻ em. Cái thứ hai nữa là chú ý các cái bệnh nội tiết của cháu. Thí dụ như mình kiểm tra kỹ cái tuyến giáp của cháu, xem cái chức năng tuyến giáp nó như thế nào. Và thứ hai nữa là mình đo cái hormone sinh trưởng trong cơ thể của cháu xem nó có bình thường hay không. Rồi mình kiểm tra cái, mà đặc biệt ở trẻ em mà béo phì thì nguy cơ sẽ mắc bệnh tiểu đường và thậm chí tiểu đường kháng insulin hoặc là tiểu đường gọi là phụ thuộc insulin và sau đó kháng là rất cao. Nên là phải hết sức chú ý, và đặc biệt là các cháu sẽ dẫn tới những cái bệnh nguy hiểm tiếp theo, đó là tăng huyết áp từ sớm và đặc biệt nữa là ảnh hưởng đến cái việc sinh sản và khả năng sinh sản của các cháu sau này. Nên theo tôi, với độ tuổi này, với cân nặng này, gặp sớm, tư vấn sớm và đặc biệt là kiểm tra sớm các cái chức năng về nội tiết của cơ thể cũng như cái hormone sinh trưởng của cháu, và đặc biệt là trong tôi nói ở trên là tuyến giáp cũng rất quan trọng để ta có thể có điều trị sớm. Cái này thì có rất nhiều cách điều trị, với cách này thì có thể nhiều thứ, thí dụ chế độ ăn, với theo tôi thì cách này nếu chỉ dừng lại thể thao và chế độ ăn chắc chưa thể ngăn được. Ta có thể có những cái thứ thuốc một cách hợp lý mà được cấp phép chính thức ở trên thế giới trong vấn đề điều trị thì theo tôi cũng sẽ hiệu quả và cố gắng ngăn chặn sớm. Dạ vâng, bây giờ thì cháu mới có 7 tuổi thôi nên là còn cả một cái quãng đường rất là dài phía trước để duy trì cho cháu cân nặng ở một cái chế độ ổn định. Thì như hiện nay cái câu chuyện là đá banh rồi võ thuật cũng rất là phù hợp rồi đúng không ạ? Ngoài ra thì thay đổi cái chế độ ăn uống dinh dưỡng như thế nào cho hợp lý nữa cũng sẽ giúp cho con chị sẽ có được một cái sức khỏe tốt hơn. Và trong thời gian tới thì mong rằng hai mẹ con cũng sẽ tìm được những cái phương pháp phù hợp để duy trì cân nặng ổn định và tốt cho sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp với chủ đề phòng chống thừa cân béo phì. Khách mời của chương trình ngày hôm nay là thầy thuốc nhân dân, tiến sĩ bác sĩ cao cấp Vũ Quốc Bình, giám đốc của Trung tâm Phát triển Công nghệ Y tế Từ xa Việt Nam. Và kể từ 10 giờ thì quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên tần số FM 97,5MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam sẽ tiếp tục theo dõi chương trình khác trên đài truyền hình và phát thanh của tỉnh Đồng Nai. Còn với khung giờ của chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phát sóng trên truyền hình Quốc hội Việt Nam cũng như là trên ứng dụng mạng xã hội giao thông 91.com.vn và fanpage của truyền hình Quốc hội Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Phòng khám đa khoa online 365 Medihome, chất lượng, tiện lợi ngay tại chỗ. Dễ dàng tải về và cài đặt từ hệ điều hành iOS hay Android. Cập nhật hồ sơ bệnh trên ứng dụng với các bước cơ bản. Gặp các bác sĩ có chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm qua video call, trực tiếp trao đổi và xem hồ sơ bệnh của người dùng. Không cần đi đâu xa, ngay tại nhà với ứng dụng 365 Medihome, người dùng sẽ có được câu trả lời chính xác và giải pháp cho sức khỏe hiện tại của mình. Ngoài tư vấn và điều trị hoàn toàn miễn phí, người bệnh còn có thể lấy kết quả khám phá online với đầy đủ chẩn đoán và phương pháp điều trị áp dụng cho tất cả các căn bệnh trong cuộc sống. Chỉ cần tải ứng dụng 365 Medihome hoặc đăng ký qua tổng đài 1900 9204. 365 Medihome, 365 ngày khỏe mạnh. Môi trường sống ngày càng khắc nghiệt, thói quen sinh hoạt không lành mạnh, tâm lý chủ quan trước bệnh tật là những yếu tố tác động trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người. Làm thế nào để hiểu đúng, phòng ngừa đúng, phát hiện và điều trị kịp thời những bất thường của cơ thể? Truyền hình Quốc hội Việt Nam và 365 FM thực hiện chương trình tư vấn trực tiếp sức khỏe của bạn.
với khách mời là những chuyên gia uy tín trong lĩnh vực y tế. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào 15 giờ trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Trên 365 FM, tần số 92,7 MHz tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, FM 97,5 MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trực tuyến trên website quốc hội tv.vn và livestream tương tác trực tiếp trên mạng xã hội giao thông quốc gia 91.com.vn. Đăng ký giao lưu về chương trình bằng cách gọi đến số điện thoại tổng đài 0826 365 365. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ của chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay cũng đang được phát trực tiếp trên mạng xã hội giao thông 91.com.vn và trên fanpage của truyền hình Quốc hội Việt Nam. Hai số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi số 0827365365 và 0826365365 luôn đồng hành cùng với quý vị khán thính giả để giúp cho quý vị có thể tìm hiểu những vấn đề liên quan đến sức khỏe, và cụ thể trong chương trình ngày hôm nay là liên quan đến câu chuyện thừa cân béo phì. Từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta cũng đã lắng nghe những cái thắc mắc của quý vị khán thính giả, và đa phần mọi người đều quan tâm đến câu chuyện là làm thế nào để có thể giảm cân an toàn hiệu quả. Chúng ta cũng đã nhắc đến chế độ tập luyện thể dục thể thao, thay đổi cái chế độ ăn uống sao cho lành mạnh và phù hợp để giúp cho tình hình sức khỏe ổn định hơn, và bản thân là chúng ta có thể phòng tránh được nguy cơ thừa cân béo phì hay là để có thể giảm cân an toàn hiệu quả. Bên cạnh những cái phương pháp đó thì ngày nay cũng có rất là nhiều người sử dụng những cái thực phẩm chức năng, ví dụ như sử dụng những cái bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng nhưng mà cái hàm lượng calo thấp để khi mà nạp vào cơ thể nó sẽ giúp cho chúng ta đốt mỡ được tốt hơn, và có vô vàn những cái loại thực phẩm chức năng hiện nay có mặt trên thị trường. Vậy thì bác sĩ nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ? Về vấn đề thực phẩm chức năng ấy, thì tôi thì là người mà rất hạn chế, và rất nhiều người họ hỏi tôi là anh ơi, cái thực phẩm chức năng này có tốt hay không, cái này có dùng được không, thì bao giờ tôi cũng tìm một câu trả lời là cái này tôi không nắm được và tôi cũng chưa không biết nên tư vấn thế nào. Vì sao tôi lại nói như thế? Bởi vì thực phẩm chức năng hiện nay trên thế giới đang là một vấn đề, theo tôi cũng là nan giải nếu ta không nhận thức không đúng, nhận thức mà không đúng. Tôi thí dụ ở một cái nước khó khăn mà kiểm soát chặt chẽ như Mỹ, thì trong cái danh mục phê duyệt của FDA là một cơ quan rất khó tính về vấn đề thuốc men, thì thực phẩm chức năng không thuộc nhóm mà FDA quan tâm và cho phép phê duyệt. Nên ai đó mà theo các thông tin từ tôi nắm được ấy, ai đó mà nghe thấy rằng cái thực phẩm chức năng này được FDA phê duyệt thì chắc phải cân nhắc thật kỹ đấy, tại vì tôi chưa nghe mà được thế như thế cả. Thế có thể nó rất mới tôi không biết, nhưng FDA không, về nguyên tắc không phê duyệt thực phẩm chức năng. Để thấy rằng cái khó của thực phẩm chức năng nó trôi nổi trên thị trường. Mà đặc biệt là gần đây ấy, chị Hương Quỳnh ạ, có một cái nghiên cứu ở Mỹ. Người ta nghiên cứu được khoảng 600 loại thực phẩm chức năng đang lưu hành tại Mỹ. Tức là anh được phép lưu hành đấy. Dạ vâng. Thì rất đáng buồn là có đến gần 40% là loại thực phẩm chức năng ấy có thuốc, có cái hàm lượng của các thuốc chất tổng hợp trong đó. Dạ vâng. Thậm chí có cả các thuốc hướng thần. Rồi đặc biệt là trong thực phẩm chức năng mang tính chất giảm cân rồi một số thứ, thì cái tỷ lệ mà người ta cho thêm vào đó nó không đúng theo tự nhiên là khá cao. Như vậy là để thấy rằng một cái thị trường khó tính như thế, mình cứ coi là được kiểm soát một cách khá chặt chẽ như thế, thế mà cái khe hở của cái thực phẩm chức năng đến người tiêu dùng cũng còn có những cái mình cũng cần phải hết sức lưu ý và quan tâm. Ý thứ hai nữa là hiện nay thì để mà giảm cái giảm cân ấy, thì chúng tôi cũng có sử dụng tư vấn cho khách hàng. Chỗ chúng tôi 365 Media Home chỉ duy nhất một thứ thôi hiện nay đang có trong cái tầm mình biết được. Thí dụ chúng tôi hay dùng là Metamucil, là một cái chất nó từ cỏ cây của các nước Hy Lạp, Đan Mạch từ cả trăm năm nay rồi người ta dùng, và người ta chiết xuất từ đó ra. Và cái tác dụng của nó rất đơn giản là nó giống như nếu các anh chị hình dung là mình có một cái miếng mỡ vừa chiên rán xong, mình đặt lên một cái tờ giấy ăn, giấy thấm, thì mình thấy là cái lượng mỡ nó bị hút xuống rất mạnh lên cái tờ giấy thấm đó. Vậy thì cái chất này nó vào, khi vào cơ thể là đường tiêu hóa mình, nó vào đường ruột, nó giống như một chất xơ nó lôi hết tất cả những cái mỡ ra. Và thậm chí những cái mỡ dư thừa anh lôi tiếp hàng ngày, ngày này qua ngày khác, thì anh giảm được cái cân nặng. Trong cái giảm cân nặng thì một trong những thứ thuốc của nó là tác động đến cơ chế chuyển hóa lipase, là cái chất men chuyển hóa mỡ, là một khâu khá quan trọng trong vấn đề giải quyết cân nặng. Thì đấy là một ý thứ nhất tôi muốn nói là phải hết sức cẩn trọng với các thuốc, là các thứ gọi là thực phẩm chức năng giảm cân. Và đặc biệt là những thứ thực phẩm chức năng giảm cân mà họ cứ quảng cáo rằng trong một tuần là giảm một cân, thế là rất nguy hiểm. Dạ. Cái chu trình giảm cân tôi xin nhắc lại là cố gắng khoảng nửa cân, 0,5kg, 0,45 tùy từng người nhé. Đấy, anh có bệnh gì khác nữa không đấy? Trong một tuần. Đấy.
và anh giảm đều như thế, và trong một năm, trong 6 tháng thì một năm thì cái tối đa nhất là khoảng 10% trọng lượng cơ thể. Đấy, không được giảm vội vàng, giảm một cách bình tĩnh, nhưng quan trọng nhất duy trì cái giảm ấy trong tối thiểu là 2 năm thì mới gọi là có hiệu quả. Nên là có đó ai đó mà cứ bảo uống xong mấy tháng xong rồi dừng lại, thế thì tôi không hiểu là cái nguy cơ của cái tái lập lại của cái tăng cân ấy rất cao. Cái ý thứ hai nữa là hiện nay nếu đưa vào y văn, đưa vào tài liệu hướng dẫn thực hành cho thầy thuốc mang tính quốc tế thì chỉ duy nhất có một thứ được gọi là olean hay còn gọi là olestra, là nó thay mỡ tự nhiên và nó không có tác dụng như mỡ. Thường người ta cho vào các chất rán, cho vào bánh quy, cho vào những thứ cần mỡ để cho những người họ có cảm giác mỡ và thay thế cái vai trò của mỡ trong quá trình hoàn thiện cái thức ăn đó. Tuy nhiên cái này nó cũng có cái vị nó không được như mỡ, thơm như mỡ nên nó cũng hơi khó hấp thu ở mọi người. Đây là về thực phẩm chức năng thì tôi xin chỉ có một ý chốt lại: cẩn thận và cảnh giác với các nguồn thực phẩm chức năng, và đặc biệt là khi chúng tôi tìm hiểu hay tìm ra ai sản xuất, tìm thật kỹ, chứ còn trên mạng khi dơ ra là chỉ những nhà cung cấp thì có nghĩa là họ chỉ gom từ chỗ này chỗ kia thì cũng rất nguy hiểm đấy. Dạ vâng, như thế thì có thể thấy là một mặt hàng khác bên cạnh những cái loại thuốc giảm cân mà chúng ta cũng không nên sử dụng thì thực phẩm chức năng chúng ta cũng cần phải lựa chọn những cái thực phẩm nào mà nó thực sự an toàn, và ngoài ra là những cái công ty sản xuất là ai thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu kỹ trước khi mà đưa những cái loại thuốc này vào người. Bởi vì là chúng ta biết rằng là cơ thể của chúng ta là một cái cơ thể có chế độ đào thải, tuy nhiên thì không phải là chất nào nó cũng có thể đào thải ra được, và đôi khi những cái chất xấu ở trong cơ thể nếu như mà để quá lâu thì cũng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Chính vì thế mà bất cứ một cái gì mà chúng ta đạp vào người chúng ta cũng cần phải xem xét kỹ. Đặc biệt liên quan đến câu chuyện giảm cân, thừa cân, béo phì thì chúng ta cũng được biết là một vấn đề ngày nay rất là nhiều người quan tâm. Và câu chuyện là có một cái chế độ ăn uống như thế nào cho hợp lý cũng là một vấn đề mà cũng rất nhiều khán thính giả cũng đã đặt câu hỏi về cho chương trình ngày hôm nay. Vậy thì mong bác sĩ có thể chia sẻ thêm về một cái chế độ dinh dưỡng phù hợp để giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe tốt, và đặc biệt là để có thể phòng tránh được thừa cân béo phì, hoặc là những cái người mà đã thừa cân béo phì rồi thì họ nên điều trị như thế nào? Như tôi đã nói là để giải quyết vấn đề thừa cân béo phì thì đầu tiên mình xác định ra là mình đang ở nhóm nào: thừa cân này, béo này, béo phì này và bệnh béo phì. Cái thứ hai nữa là thường chúng có khi trước khi chúng tôi tư vấn chế độ thì kiểm tra xem anh có bệnh lý gì kết hợp hay không, cơ thể anh đang có một cái bệnh gì đang tồn tại song song với cái tăng cân. Và thậm chí đôi khi cái bệnh ấy là nguyên nhân của vấn đề tăng cân, hoặc là ngược lại, tăng cân làm cho bệnh ấy trầm trọng hơn. Sau khi xong thì bao giờ về nguyên tắc về béo phì thì bao giờ chúng tôi cũng tư vấn là vấn đề tự quản lý về thức ăn, thực phẩm. Như tôi đã nói ở trên, một cái thực đơn đơn giản là từ 500 đến 1.000 kilocalo cho một người hoạt động trung bình cơ bản, với lượng thịt là không quá 100 gram một ngày, lượng chất mỡ lấy từ mỡ không no dưới 10% và tổng mỡ chỉ không quá 30% tổng calo. Và đặc biệt chú ý tôi nhắc lại là cách uống nước và dùng nước cho đủ và bổ sung đủ sinh tố. Sau đó anh buộc phải có cái vận động. Tùy nếu như anh đã thuộc nhóm béo phì và bệnh béo phì thì một ngày ít nhất phải có 60 phút vận động. Và trong đó thì đặc biệt trong các cái công tác hàng ngày của mình, cố gắng đừng ở tư thế tĩnh quá nhiều, tức là mình sinh hoạt hàng ngày ở tư thế động nhiều hơn là tư thế tĩnh. Đây là cái thứ hai. Sau khi mình làm những việc như thế, và quan trọng nhất là mình định vị cái cân nặng, tức là mình phải kiểm tra cân nặng. Và như tôi đã nói ở trên, tốt nhất là khoảng nửa cân maximum trong một tuần. Và cố gắng sau 6 tháng đến 1 năm thì giảm từ 5 đến 10% trọng lượng cơ thể. Đấy là cái chưa cần dùng đến thuốc bằng các đặc, hoặc là anh hút thuốc này và những cái thứ kích thích khác thì anh phải quản lý và hạn chế nó. Sau khi việc đó không thành công thì ta bắt đầu nghĩ tới phương án thứ hai là dùng thuốc. Thuốc thì phải tiếp cận với bác sĩ chứ không thể tự mua trên thị trường được. Bởi vì thuốc kéo phì đôi khi nếu anh không cẩn thận và anh không dùng đúng cái thuốc mà được cấp chứng chỉ, được công nhận trên toàn cầu ở tầm cỡ rộng ấy, thì nó lại không an toàn. Ta nhớ là có những thứ thuốc mà ngày xưa ta dùng, thí dụ ngày xưa là có những người béo phì người ta dùng cái thuốc là hormone tuyến giáp. Bởi vì hormone tuyến giáp nó giống, tôi nói tên như lò sưởi, khi anh uống vào là tim nó đập nhanh này, người nó bừng bừng lên này, nó tiêu hao năng lượng rất nhiều và sụt cân rất nhanh. Trước đây cũng được xét là trong nhóm là có thể xem xét, nhưng ngày nay chính thức trên y văn thế giới là bác bỏ
ra khỏi cái nhóm đó, bởi vì đôi khi nó có tác dụng phụ nó rất ghê gớm. Và đôi khi nếu anh không cẩn thận, anh có những bệnh lý khác, thì những hormone ấy nó là con dao hai lưỡi, nên là anh phải thận trọng và nhớ phải được tư vấn. Hiện nay các cái thuốc chống béo phì mà an toàn trên thế giới cũng rất nhiều đấy. Nhưng nếu anh được tư vấn đúng, anh gọi 1900 9204, anh tải 365 Medihome thì đương nhiên các bạn sẽ có những thông tin chính thức. Nếu mà thuốc không được thì người ta cũng nói đến vấn đề phẫu thuật đấy. Đôi khi ta nói là phẫu thuật thì phẫu thuật thế nào, thì nếu các bạn nào cần quan tâm thì chúng tôi sẽ có giải thích thêm. Đấy, thì đây là, nhưng quan trọng tôi xin nhắc lại một lần nữa là đừng bao giờ hiểu rằng việc giảm cân trong 6 tháng 1 năm là xong đâu. Và cái đấy sẽ thất bại nặng nề, và còn thất bại là tăng cân trở lại và thậm chí còn tăng hơn. Đã nên cái duy trì cái chiến lược, mình định ra một cái kế hoạch cho mình một cách cụ thể mới thành công được. Đấy là yếu tố quyết định. Dạ vâng. Thế nên mới thấy rằng là như chúng ta cũng đã nói từ đầu rồi, giảm cân là cả một cái quá trình chứ không phải là ngày 1, ngày 2, và giảm cân an toàn hiệu quả mới là quan trọng. Và thưa bác sĩ, cũng có nhiều người băn khoăn rằng là cái câu chuyện kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm thì nó có thể giúp cho chúng ta phát hiện ra tình trạng thừa cân béo phì hay không, và cần phải có những cái lưu ý gì để giúp cho chúng ta dễ dàng nhận biết được là cơ thể của chúng ta đang bắt đầu có những cái không ổn để chúng ta có thể có những cái thay đổi ạ? Chắc chắn rồi, cái kiểm tra định kỳ thì theo chư 365 Medihome, phòng khám 365 online, rồi 1900 9204, bao giờ chúng tôi cũng có là chỉ số BMI. Vâng. Trước đây thì chúng ta không ai quan tâm đến BMI đâu, nhưng trên thế giới thì họ đang coi chỉ số BMI là một chỉ số rất quan trọng trong kiểm tra sức khỏe, chiều cao, cân nặng, độ tuổi. Và tôi xin nhắc lại, BMI là một chỉ số được Tổ chức Y tế Thế giới chính thức công nhận là một trong những phương pháp đánh giá cái tình trạng cân nặng hàng đầu. Còn như chúng ta đã biết, có thể đo tỷ lệ mỡ vân vân, thì mọi người hay đi tập gym là các đứng lên máy đo bao nhiêu phần trăm mỡ cũng là một yếu tố. Nhưng nhớ, BMI là một con số nó dễ sử dụng nhất và nó gần với thực tế nhất. Cái thứ hai nữa là tôi nhắc lại là kiểm tra định kỳ, chớ quên kiểm tra mỡ máu. Bởi vì cái tiềm ẩn cái thay đổi mỡ máu trong cơ thể. Và tôi xin nhắc lại lần nữa là cái cách điều trị thuốc, trong các cái thuốc để điều trị bệnh béo phì, thì cái thuốc nhóm ức chế lipase là cái men để thải trừ hấp thu mỡ là một trong khâu quan trọng để điều trị. Vậy thì tại sao, có gì đi kiểm tra định kỳ mình không kiểm tra cái mỡ máu? Và tôi xin nhắc lại một lần nữa là cái mỡ máu nó tăng ấy, thì thường nó hay tăng ở hai thành phần là cholesterol hoặc triglycerid. Có những người tăng cả hai, có những người chỉ tăng một trong thứ chúng tôi gọi là tăng mỡ máu, gọi là loại đơn giản. Đấy. Thì cách điều trị lại rất khác nhau. Đấy. Tôi xin nhắc lại nữa là ở đây có những thứ thực phẩm chức năng thuộc nhóm rất hiếm được đưa vào thuốc, đó là omega 3. Omega 3 là một chất tách từ tinh dầu cá hồi và được chính thức cái danh mục thuốc ở các nước phát triển họ đưa vào thành nhóm thuốc. Thế tức là từ cái nhóm ấy nó quan trọng đến như thuốc rồi. Bởi vì cái omega 3 nó điều phối cái mỡ trong máu, đặc biệt là những người tăng thể triglycerid đơn thuần rất hiệu quả. Nó rất an toàn nhưng lại có tác dụng tốt. Đấy, ví dụ là như thế. Và đặc biệt nữa, đối với kiểm tra định kỳ, chớ quên kiểm tra glucose máu. Những người, đặc biệt những người ở độ tuổi bắt đầu có nguy cơ hoặc có yếu tố tăng cân hoặc là bắt đầu có dấu hiệu của những gì béo phì, thì nhớ kiểm tra đường máu. Nhưng đường máu lúc đói một lần chưa đủ, bởi vì nó sẽ phản ánh không hết. Nếu anh không an tâm, anh phải là kiểm tra dung nạp đường máu, chúng tôi gọi là glucose tolerance. Anh uống một ít đường, sau 2 giờ anh đo lại đường trong máu. Nhưng cái dễ dàng hơn nữa là ta kiểm tra HbA1c, tức là cái hình ảnh lưu trữ cái đường trong hồng cầu trong 3 tháng gần đây, để ta xác định được là tiểu đường. Tôi xin nhắc lại nữa là bệnh tiểu đường có thể chữa được nếu như ta phát hiện nó ở giai đoạn tiền tiểu đường. Còn đã tiểu đường rồi thì đương nhiên nó theo mình cũ cuộc đời. Nhưng tiền tiểu đường là cái thời kỳ có thể điều chỉnh được. Nên ta phải kiểm tra chức năng gan, chức năng thận và các vấn đề nội tiết, trong đó tuyến giáp và hormone là những yếu tố, những nội dung theo tôi tránh chớ bỏ qua trong kiểm tra định kỳ. Và nếu ta làm được những việc đó trong kiểm tra sức khỏe định kỳ thì đương nhiên ta sẽ phòng chống được béo phì rất tốt và có nhiều thứ bệnh khác.
Chúng ta vừa mới cùng nhau tìm hiểu về vấn đề thừa cân béo phì, và chúng ta cũng có thể thấy rằng là quá trình để có thể giảm cân an toàn hay là giữ được một cái vóc dáng cân đối là một điều không hề đơn giản. Bên cạnh việc là có một cái chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý, tập luyện thể dục thể thao đều đặn, thì chúng ta cũng nên nhớ là có thể kiểm tra sức khỏe định kỳ để có được nắm chắc cái chỉ số về BMI. Ngoài ra về kiểm tra về những cái chức năng gan thận rồi những cái bộ phận trong cơ thể cũng là một cách thức để giúp chúng ta phòng ngừa được bệnh thừa cân béo phì. Và nếu như chẳng may có mắc phải tình trạng này thì chúng ta cũng có thể sớm tìm ra những cái phương pháp điều trị hợp lý, an toàn cho sức khỏe. Và thời lượng của chương trình tư vấn sức khỏe ngày hôm nay thì cũng xin được khép lại tại đây. Còn những câu hỏi của quý vị khán thính giả cho trường hợp trên trang mạng 91.com.vn chúng tôi cũng chưa kịp giải đáp, thì cũng rất mong quý vị khán thính giả sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi trong những chương trình tiếp theo, hoặc nếu không các bạn cũng có thể tìm hiểu vấn đề này cùng với số điện thoại là 1900 9204 và cài đặt thêm ứng dụng 365 Medi Home ở trên điện thoại smartphone của mình để đặt lịch hẹn khám trực tuyến với các bác sĩ tại đây. Với các bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm thì chắc chắn cũng sẽ đưa ra được cho quý vị những cái lời khuyên bổ ích trong vấn đề chăm sóc sức khỏe của bản thân và những người xung quanh trong gia đình. Một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn thầy thuốc nhân dân tiến sĩ bác sĩ cao cấp Vũ Quốc Bình đã đến với chương trình và cũng đã chia sẻ với quý vị khán thính giả những cái thông tin cần thiết cho câu chuyện chăm sóc sức khỏe. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ tiếp theo. Phòng khám đa khoa online 365 Medi Home, chất lượng, tiện lợi ngay tại chỗ. Dễ dàng tải về và cài đặt từ hệ điều hành iOS hay Android. Cập nhật hồ sơ bệnh trên ứng dụng với các bước cơ bản. Gặp các bác sĩ có chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm qua video call, trực tiếp trao đổi và xem hồ sơ bệnh của người dùng. Không cần đi đâu xa, ngay tại nhà, với ứng dụng 365 Medi Home, người dùng sẽ có được câu trả lời chính xác và giải pháp cho sức khỏe hiện tại của mình. Ngoài tư vấn và điều trị hoàn toàn miễn phí, người bệnh còn có thể lấy kết quả phiếu khám online với đầy đủ chẩn đoán và phương pháp điều trị, áp dụng cho tất cả các căn bệnh trong cuộc sống. Chỉ cần tải ứng dụng 365 Medi Home hoặc đăng ký qua tổng đài 1900 9204. 365 Medi Home, 365 ngày khỏe mạnh.